Trong tập này em xin gửi đến bà con hai cái bước đầu tiên, đó là kỹ thuật thả giống và cái nguồn thức ăn. Bà con chú ý là chúng ta chỉ cần để 5 đến 10 phút thôi nha bà con. Bà con đừng có để nhiều hơn. Thì đây em có trồng ông súng sẵn, thì chúng ta xin tiến hành thả trên lá ông súng này. Thì em cũng xin qua cái bước thứ hai, đó là về cái khâu thức ăn. Cho ăn cái gì cũng được, lá gì, lá trái cây gì mình ăn được, nó ăn được. Đấy, bà con có thể trồng tự nhiên. Ở đây nó còn thiếu cái rau muống nha bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bù Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con về kỹ thuật chăm sóc ốc con khi mới lấy giống về. Thì trong kỹ thuật chăm sóc ốc con, em xin gửi đến bà con ba cái bước. Thứ nhất đó là kỹ thuật thả giống, thứ hai đó là chuẩn bị thức ăn, và thứ ba đó là về cái nguồn nước. Thì ở trong tập này em xin gửi đến bà con hai cái bước đầu tiên, đó là kỹ thuật thả giống và cái nguồn thức ăn. Thì đây là hai cái thùng giống mà bên em đã chuẩn bị. Thì một bên là ốc lát và một bên là ốc bươu. Thì cái thùng nhỏ đó là thùng ốc ốc bươu. Thì tùy theo cái số lượng mà con đặt cũng như cái quãng đường mà vận chuyển xa hay gần, thì bên em sẽ tiến hành đóng cái thùng bự hay thùng nhỏ cho bà con. Ở đây là ốc bươu thì em chuẩn bị hai cái bể để em thả. Một bên là ốc bươu, bên ốc lát thì em sẽ thả ốc. Đây là ốc lộn xộn nha bà con, từ 1 đến 7 tầng luôn. Nói chung là em thả khá là nhiều cái loại để cho bà con tham quan tham khảo cái mô hình của bên em, thấy được cái độ phát triển của từng cái loại con giống. Còn đây là ốc lát nha bà con. Ốc lát thì đây có từ 2 đến 3 tầng. Ốc lát này thì trên thị trường là hiện tại cái giá rất là cao, giá nó mắc hơn cái ốc bu luôn, từ 20 đến 30 ngàn. Nhưng mà nó kích thước thì nó nhỏ hơn, thương phẩm nó nhiều con hơn. Nhưng mà nói chung là cũng như nhau thôi. Ở đây em thả chỉ một phần thôi, còn một phần còn lại em thả xuống cái ao. Thì khi mà bà con lấy giống về á, bà con khui thùng, bà con sẽ sử dụng chính cái nguồn nước mà bà con thả nuôi á, bà con sẽ chế vào cái thùng ốc giống. Thì bà con sử dụng 0,5 đến 1 lít nước bà con đưa vào, mục đích là để cho nó làm quen với cái môi trường nuôi cũng như là nguồn nước mới. Chúng ta sẽ để khi mà chúng ta cho nước xong á, chúng ta sẽ để tầm từ 5 đến 10 phút. Bà con chú ý là chúng ta chỉ cần để 5 đến 10 phút thôi nha bà con. Bà con đừng có để nhiều hơn. Tại vì khi mà cái thùng thì nó kích thước nó nhỏ, mà chúng ta để nước nhiều và để lâu thì nó sẽ bắt đầu con ốc nó bị ngợp. Nó không có bò đi được, nó không có bò lên được. Những con bò lên được thì nó không ngợp, nhưng mà con nằm dưới nó sẽ bị ngợp. Nên bà con chú ý là chúng ta không được để quá 10 phút. Ở đây có hai bể nên em sử dụng cái bể bên kia để tưới vào cái con ốc lát. Con ốc lát này nhiều, trên 10.000 con, em sẽ xả một ít, còn một ít còn lại em để xuống cái ao mà hôm trước em cải tạo đó, để giới thiệu cho bà con. Thì hiện tại là bên em cung cấp khá là nhiều, chuyển được rất là nhiều qua các tỉnh.
từ miền Nam cho tới miền Trung. Miền Bắc thì chưa, nói chung miền Bắc thì cũng không cần, tại vì miền Bắc nó hiện tại là về cái phần ốc là rất là nhiều, mà chuyển cũng không được xa quá, mình chuyển được tới miền Trung thôi. Đi được ốc một tuần thì đi được tầm 24 tiếng. Đây bà con thấy đây là cái môi trường nuôi mà tới thời điểm hiện tại thì nó đã qua khoảng hơn 5 ngày kể từ khi bên em chuẩn bị xong cái môi trường này. Em tư vấn thì luôn yêu cầu các bạn chuẩn bị môi trường nuôi trước. Đây là cái lá bông súng nó bị già nha bà con. Già thì nó sẽ tàn xuống đó. Bông súng thì nó ra liên tục à. Thì những cái lá này sẽ làm thức ăn cho con ốc rất là tốt, rất là tuyệt vời. Thức ăn nó sẽ đeo nó ăn thôi, nó ăn rất là nhiều. Ở đây có con ốc ma nha bà con. Con ốc ma này nó lẫn trong mèo cám cũng như mèo tai tượng. Nó không có gây hại gì cả, nó chỉ lớn tới đây thôi, nó không gây hại gì cả. Nhiều bạn là lấy giống em về nuôi thấy mấy con ốc này. Thì hiện tại là con giống bên em là sản xuất ra là ấp từ trứng ra là quy trình là khép kín luôn, nên nó không có lộn được. Cái này là do chỉ một vài con nằm trong bèo thôi, nó không gây hại gì đâu, mà con cũng không cần quan tâm nhiều về tới nó. Thì đây là cái thùng ốc sau khi bên em đã cho nước và làm quen tầm khoảng 5 phút rồi, em sẽ tiến hành thả. Khi mà thả giống á, là bà con sẽ sử dụng cái vật thể thả. Bà con có thể sử dụng cái lá bông súng, lá chuối. Thì đây em có trồng bông súng sẵn, thì chúng ta sẽ tiến hành thả những lá bông súng này. Chúng ta sẽ cho nước lên cái lá bông súng, cho cái lá bông súng nó chìm xuống. Ở bên trong này bên em đóng theo là cái bèo cám, thì con ốc nó sẽ bám vô. Bà con cứ lấy bèo trước, lấy bèo để xuống. Những cái con nó bám vào thì nó sẽ theo bể luôn. Chúng ta cứ để lên lá bông súng. Ở đây lá bông súng nhiều thì bà con cứ chia ra thôi. Nếu mà con giống mà bà con nhiều bà con chia ra. Trong cái thùng này em thả có 2.000 thôi. Mà một cái bể đây là 6 mét vuông nha bà con. 6 mét vuông thì thả 2.000 là đẹp nhất rồi. Không thể thả nhiều hơn được nữa. Đây, chúng ta cứ để lên. Bà con chú ý là không cho con ốc nó chìm phía dưới nha bà con. Nếu mà bà nó chìm dưới là nhiều con nó không lên được. Nhỏ nhỏ nó lên không nổi. Và nó bị hao. Chúng ta cứ thả ở phía trên các cái lá bông súng này. Nó sẽ bắt đầu khi mà xuống nguồn nước mới là môi trường rộng sẽ bắt đầu tản đi thôi. Nó tản đi rất là nhiều ở các cái khắp các bể. Ở đây có con ốc thịt vàng. Ốc thịt vàng thì vỏ nó màu vàng luôn nha bà con. Có nhiều bạn không biết đây là ốc bu. Mà còn những cái mai với cái gảnh đó là biết liền à. Ốc bu thịt vàng là hiện tại là rất là hiếm. Trong một cái trứng thì trứng có trứng không, nó sẽ có tầm 1-2 con thôi, nó không nhiều. Là cái thịt nó vàng, cái vỏ nó vàng luôn. Nó vàng nhìn rất là đẹp. Đây có 2 con nè, để em bắt đây con ốc bu nè, màu đen, vỏ màu đen, mọi người thấy không? Nó màu đen. Em bắt thêm con nữa cho bà con xem. Đây. Thì con ốc thịt vàng này, ban đêm nó sẽ thả lên, nó thả thiền, nó nhìn rất là đẹp. Cái vỏ nó màu vàng luôn. Thì chúng ta nuôi trong cái môi trường mà nhân tạo á, là cái vỏ ốc rất là đẹp. Còn những tự nhiên thì nó sẽ bị đóng rong. Như em nuôi trong cái ruộng em rộng á, ốc nó bị đóng rong nhiều lắm. Nhưng mà cũng không quan trọng gì cả. Ở đây còn một số nó đang nằm ở dưới phía dưới nè. Bà con cứ dùng tay hất nó thôi, hất và để lên. Bà con chú ý là phải nhẹ tay nha bà con. Nếu mà bà con mạnh tay quá thì nó sẽ bể cái vỏ của con ốc. Tại vì con ốc con thì cái vỏ nó còn mỏng dữ lắm. Chúng ta mà mạnh tay là chúng ta bóp nó bể liền. Em sẽ tiến hành thả tiếp cái thùng ốc lát này. Ở đây em thả tầm 2.000 thôi. Còn phần còn lại em sẽ cho xuống ao. Ốc lát này 3 tầng, 2 với 3 tầng luôn, đồng sọn luôn. Trong là cái con ốc lát này nó hiện tại em nuôi. Và một số khách hàng thì nói nuôi con ốc lát này nó rất là dễ nuôi.
Nó ăn cũng thuộc dạng thứ dữ luôn, ăn nhiều lắm. Và cái độ thích nghi nó cũng rất là cao. Như con ốc bu mà chúng ta cho ăn nhiều quá thì nó còn có bị khó tiêu, sưng giò này nọ, còn ốc lác này thì không, nó ăn dữ lắm. Em mà con thấy em đã tiến hành thả xong. Chúng ta cứ để nhiều quá thì chúng ta cứ phân chia thôi, chúng ta chia ra cho từng cái lá lá bông súng. Có con này là hơi to nè, con này dược đàn luôn nha bà con. Con lát này cái thịt rất là ngon. Hiện tại là nhiều bà con là cũng chưa có chuộng nuôi con ốc lác này lắm, chỉ có liên hệ với em là rất là nhiều nuôi rồi con ốc bu, nhưng mà con ốc lác này là thị trường là giá cao hơn tầm 20 đến 30 ký. Thì hiện tại giá ốc bu là dao động từ 80 đến 110, 110 trên Sài Gòn là bán 100 đến 110 nha bà con một ký. Còn ốc lác thì nó cao hơn từ 20 đến 30, nhưng mà cái kích thước thì nó nhỏ nên cái thương phẩm mà cái đầu con nó tầm khoảng 40 đến 45 con lận. Còn ốc ốc bu thì 30 con đổ lại lên ốc là một á. Thì sau 30 phút thả giống thì con ốc nó bắt đầu tản ra nha bà con. Tản ra, nó sẽ tản đi khắp hồ luôn. Nó thả thiền, nó bơi rất là đẹp. Thì bà con ở đây nó đang đeo vô cái lá tai tượng nha bà con. Lá tai tượng bị già đi đó, đeo nó ăn luôn đó. Ở đây nó ăn lá bông súng luôn nè. Nói chung là khi mà chúng ta thả xuống là nó sẽ bắt đầu tìm ăn thôi. Con ốc này nó phàm ăn dữ lắm, nó đi tìm tất cả các cái loại thức ăn gì mà nó ăn được mà nó đeo vô và nó bắt đầu ăn, nó ăn liên tục à. Nên chúng ta mà cho ăn những cái loại thức ăn nào mà khó tiêu, nó ăn liên tục là nó tiêu không được, là nó bắt đầu sưng cái giòi và nó hao. Khi mà một con hao thì nó sẽ lây cho rất là nhiều con, nên chúng ta nên chú ý là cho ăn vừa phải thôi, không được cho ăn quá nhiều cũng như cho ăn liên tục. Thì em cũng xin qua cái bước thứ hai, đó là về cái khâu thức ăn. Về khâu thức ăn thì những bà con biết á, là con ốc nó ăn các cái loại thực vật thân mềm, thực vật là nó ăn được hết, thực vật các loại bèo, các cái loại trái cây, các cái loại rau củ quả là nó có thể ăn được tất cả, coi như là thực vật là nó ăn hết. Động vật nó cũng ăn nha bà con, động vật ăn luôn, giống như là cá mà cá cá chết mà bà con để xuống nó bù lại cái xác nó ăn luôn đấy, hoặc là xác của chính đồng loại của nó mà con kia bị hao mà bốc mùi là nó đu là nó quất luôn, nó đu là nó núc luôn, nó ăn thì nó lại bị lây con kia. Mà nếu mà bị bệnh mà hao đi á, mà chúng ta không biết được nó nằm nó chết dưới á, thì nó sẽ đu là nó núc là bắt đầu nó bị lây và nó lây cho cả hồ. Thì ở đây em xin giới thiệu đến bà con các cái loại thức ăn kiếm được trong tự nhiên, cũng như chúng ta có thể tự trang bị, tự trồng để cho con ốc nan. Như bà con thấy đây là bèo cám. Bèo cám thì là có chứa tới 40% đạm. Nó giúp cho con ốc phát triển cực tốt và ăn con ốc ăn lớn rất là nhanh. Nhưng mà cái độ rủi ro cực cao ở cái bèo cám này. Vì sao? Vì thứ nhất là cái bèo cám là bà con phải vớt ngoài tự nhiên, là nó sẽ lẳng các cái loài ốc tạp, ốc thiên địch như là ốc bưu vàng. Và khi mà bà con vớt ngoài tự nhiên mà nó sẽ nguy cơ mà nhiễm cái thuốc trừ sâu, thuốc hóa học rất là cao. Tại vì cái bèo nó hút thuốc cực tốt. Khi mà bà con lấy về mà nó bị nhiễm thuốc thì con ốc nó ăn ngày đầu tiên nó ăn, qua ngày sau là nó hao hầu như là hết 90%, qua tới ngày thứ ba là không còn con nào cả. Còn đây là bèo tây tây chuột thì cũng cũng vậy, bèo tây chuột thì cũng vớt ngoài tự nhiên và nó lẳng các loại ốc khác,
cũng thuốc thôi. Vì vậy em khuyên bà con là nên chúng ta nên chú ý là chúng ta nên vớt bèo về, chúng ta nuôi ở hai cái bể, ít nhất là hai bể. Thì khi mà bón phân nó phát triển á, chúng ta sẽ vớt một bể là vớt cho ăn, chúng ta ngừng bón phân lại, một bể còn lại chúng ta vớt, chúng ta bón phân tiếp. Khi vớt gần hết thì chúng ta sẽ tiếp tục bón phân cho phát triển và tiến hành vớt ở bể khác. Thì ở mấy tập trước là em có giới thiệu đến bà con về cách nuôi bèo cám bằng các loại phân phân chuồng đó, bà con có thể tham khảo lại. Thức ăn kế tiếp chúng ta có thể cho ăn đó là các loại rau củ quả. Rau củ quả thì nó đều ăn. Như ở đây em xin giới thiệu đây là cái mớp non bỏ vỏ. Chứ mớp nói chung là non già gì nó cũng ăn, nhưng mà không nên già quá, mà mình ăn được thì nó sẽ ăn được. Thì còn đây là cái phai môn hay là bạc hà hay là tay tượng gì đấy. Ở đây em gọt vỏ, em lọt vỏ hết chạy xuống cho nó ăn. Còn đây là cái lá tay tượng và cây luôn, nó héo, nó già, nó vàng đi, chúng ta để xuống ăn. Nhưng mà bà con thấy là hiện tại em trồng khá là nhiều ở cái trong cái bể, cây này nó đang rất là tốt cho bà con. Thì có nhiều bạn là thả vô không, mà đây em trồng trong cái chậu em mới thả vô, mới tốt được chứ thả vô thì đâu có đắt đâu mấy. Còn đây là bông súng. Bông súng thì cái bông của nó khi mà nó lên mà nó tàn đi á sẽ ăn luôn. Còn đây là cái lá khoai môn. Cái cây khoai môn này chúng ta gọt ra cho nó ăn, còn cái lá thì chúng ta nên phơi khô cho nó héo một tí. Đây là lá bông súng nha mọi người. Lá bông súng già mà nó héo đi đó. Còn đây là lá sen già. Và đây là cái lá đu đủ. Cái lá đu đủ này là lá già rồi em phơi khô. Em phơi khô luôn. Thì em phơi khô là để xuống nó ăn liền. Còn nếu mà cái lá mà còn tươi dưới màu vàng này thì để xuống là nó chưa có ăn. Cái lá màu vàng thì để xuống nó tầm ngày sau, còn cái lá tươi thì để xuống là không thấy nó ăn luôn. Thì em cũng không biết sao nó không ăn, tại vì em cũng không có ăn được cái lá này. Nếu mà em ăn được thì chắc là em cũng thử coi thế nào. Có thể là cái lá già thì nó dễ ăn mà là nó ngon hơn, còn cái lá tươi có thể là nó đắng hay là nó gì đấy, nó không ăn. Nhưng mà cái lá tươi thì phải để tầm cái tầng nó gũ qua luôn rồi nó mới bắt đầu ăn. Thì đây là các loại thức ăn mà em giới thiệu đến bà con. Nó dễ tìm, chúng ta có thể tự làm, tự trang bị được để làm thức ăn cho ngốc. Như trong cái bể bà con thấy là em trồng được tới hiện tại trong đây là có tới 3 loại. Đó là bèo, tay tượng, bông súng. Em không thấy lá bông súng không? Lá súng héo nè. Thì trong chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải để thật là nhiều loại, chúng ta chỉ cần một vài loại thôi. Thứ nhất là nó lọc nước, thứ hai là nó làm thức ăn. Thì chúng ta cứ để như thế này là nó lá già nó sẽ ăn, nó ốc nó sẽ ăn mà nó tìm nó ăn. Đó, chúng ta không cần phải cho ăn các loại khác cũng được, tự nó tìm nó ăn và nó sống, gọi là sống tự nhiên luôn. Còn nếu mà bà con mà muốn cho ăn thêm thì bà con có thể sử dụng các cái loại thức ăn này em giới thiệu đó. Chúng ta cứ để xuống. Thì cái nếu mà tự nhiên thì cái lá bông súng với cái lá tay tượng là cũng ăn rồi. Chúng ta để thêm, nếu mà bà con cho ăn thêm thì bà con chú ý là cho ăn vào cái buổi chiều tối, và chúng ta để là đến tới sáng là con ốc nó ăn vừa hết là đủ. Chúng ta không nên để quá dư, thì chúng ta để dư thì nó sẽ ăn cả ngày thì không tốt. Và những cái loại thức ăn này cần được rửa sạch. Nếu mà cho ăn rau củ quả rửa sạch, hoặc là trái cây thì là phải bỏ vỏ, rửa sạch, tất cả đều rửa sạch để loại bỏ cái thuốc trừ sâu. Bèo thì cũng vậy, bèo chúng ta vớt về nuôi, sau khi vớt lên cho ăn chúng ta cũng phải rửa sạch và lựa lại để xem loại bỏ các loại ốc thiên địch cũng như các cái ốc tạp, để tránh cái hiện tượng là sau khi nuôi mà lại thấy trong bể có nhiều loại ốc lạ quá, rồi lại đổ lỗi cho người này người kia. Thì con ốc nó còn rất là nhiều loại thức ăn khác nhau, nên bà con cứ
cho ăn cái gì cũng được, lá gì, lá trái cây gì mình ăn được, nó ăn được. Đấy, bà con có thể trồng tự nhiên. Ở đây nó còn thiết cái rau muống nha bà con. Em cũng quên em ăn cái rau muống. Cái lá rau muống là cũng thích ăn, bà con cứ về cho ăn lá rau muống cũng được. Cái rau muống thì con mua về bà con gieo lên, nó lên cho mà nhiều lắm. Nó lên thì như nguyên, nữa mà cắt cho nó ăn thì thoải mái. Thì giờ này cũng gần 5 giờ nha bà con. Con ốc nó đã bắt đầu đeo lại cái trái trái mướp. Nhưng mà con thấy không? Nó đeo nó ăn vòng vòng luôn nè. Những trái mướp này thì tầm khoảng 9 giờ đêm nay, tính đến 10 giờ đêm nay là nó ăn hết. Em bảo đảm nó ăn hết thì tầm khoảng 6 giờ nó đu rất là nhiều lại để nó ăn. Thì con ốc là nó sẽ tìm cái thức ăn nào ngon nó ăn trước, cũng như nó đánh hơi rất là hay. Nó đánh hơi rất là hay nha bà con. Nó có đánh hơi được chứ không phải không đánh hơi được đâu. Bà con cứ để xuống là nó đánh hơi là nó tới nó ăn thôi. Thì nó ăn, nó sẽ ăn những cái nào ngon nó ăn trước. Xong rồi nó sẽ khi mà cái bể chúng ta không có cái gì á thì nó tìm, nó sẽ tìm các cái lá già của thủy sinh nó ăn. Nó vẫn ăn được, nó sống được chứ nó không có chết đói đâu. Thì bà con cho ăn thì bà con chú ý là thứ nhất là con ốc nó ở dơ nhưng mà nó ăn sạch. Cái thứ hai là nó sẽ không có chết vì đói. Em bảo đảm như bà con là con ốc nó không chết vì đói, nhưng mà nó sẽ chết vì ăn quá nhiều. Thì nó rất là phàm ăn. Nó phàm ăn thì nó cái thức ăn ngon để xuống nó ăn hoài. Ăn như là mít nè, mít rồi bèo cám hay là bầu mớp nào là để xuống nó ăn ngon được, nó đeo nó ăn hoài. Vì vậy là bà con chú ý là chỉ cho ăn vào buổi chiều tối và cho ăn đúng liều lượng. Tới sáng mà ốc ăn hết là vừa đủ là ok. Không nên cho để cho nó thấy, bà con thấy nó đeo nó ăn hoài, để bao nhiêu ăn hết bao nhiêu là cứ để xuống liên tục. Và nó ăn thì biết là nó bị không tiêu. Không tiêu là nó bị sưng cái dòi. Không tiêu thì sưng dòi nha bà con. Giống như là ăn rồi không có ị được đó. Ăn xong ị không được thì sưng, ị không được rồi đi luôn. Khi mà một con bị là mình không cách biết đường mà để cách ly nó thì nó giống như dịch Covid đó, chúng ta cách ly đó, không thì nó lây. Con khác cái xác nó, con này nó đặc điểm của nó là nó lên bu là cái xác mà nó có mùi. Khi mà con kia chết nó bốc mùi nó bu lại. Khi nó bu lại thì nó sẽ ăn chính cái xác của con kia và nó phải lây qua cho con khác. Lây nói chung là lây theo cấp số nhân đó, lây liên tục thì rất là khó. Ở đây có ốc lác nó lại bu xuống, nó cũng bu lên đây nè. Giờ này thì chưa có mát trời nha bà con, khoảng tầm tối xuống kìa. Đây giờ này 5 giờ rồi mà hiện tại vẫn còn nắng, bà con thấy còn nắng không? Đó, thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì em cũng đã giới thiệu cho bà con về hai bước, đó là kỹ thuật thả và về nguồn thức ăn. Ở cái tập sau thì em sẽ giới thiệu cho bà con về cái nguồn nước cũng như cách thức thay nước và tiến hành sát trùng nguồn nước, xử lý nước như thế nào. Thì nuôi ốc là chúng ta không có cần phải xử lý nước hay là thay nước nhiều. Một tuần là chúng ta chỉ cần thay từ 20-30% thôi. Là hiện tại là thủy sinh, mà con thấy cái bể của em là thủy sinh rất là nhiều, nó sẽ ổn định nước và lọc nước. Ở đây là hoàn toàn là tự nhiên, chúng ta làm giống như tự nhiên. Nhờ con biết là con ốc nó sống ở tự nhiên, nó sống ao hầm là bình thường mà.
Còn cái phân của nó thì cứ ị xuống đó là nó sẽ có rễ của cây thủy sinh nó hút, nó làm cho kim vô. Nên nhiều bà con cứ bới lên xúc này xúc nọ làm cái gì không không cần, không cần thiết. Còn sợ mà nó vấn đề bị vỏ thì chúng ta sẽ sát trùng thôi. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Em cũng xin chào bà con. Thì rất cảm ơn bà con. Hẹn bà con ở các video sau. Và xin chào và hẹn gặp lại.